Lụt máy cưa xin chào toàn thể anh em nha. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 12 thì cả chúng em lên sóng cho anh em một lô máy cưa xích đến từ hàng Nhật bãi nội địa anh em nha. Đấy, và trong video ngày hôm nay thì sẽ có báo giá chi tiết cho anh em và có test nổ từng cây một anh em nhá. Có nói rõ thông số kỹ thuật ra làm sao đấy để cho anh em thoải mái ưng cái bụng thì anh em đặt hàng của cả chúng em. Đặt hàng ấy thì cả chúng em không cần phải cọc trước, không cần phải cọc cạch anh em nhá. Anh em chỉ cần để lại này thông tin cho em, địa chỉ của anh em này và tên và số điện thoại thì em sẽ đóng hàng gửi đi cho anh em, hàng tới anh em nhận hàng kiểm tra hàng rồi mới thanh toán, không cần phải cọc cạch trước gì cả, mất thời gian. Đấy, trong video ngày hôm nay thì sẽ có những các dòng thương hiệu như kiểu là Estin này, hai con máy Estin như Estin 170 có tích hợp chụp giật trợ lực nhá, Estin 020. Đó, và Sindewa có Sindewa 381, hàng để chuyên khai thác tầm trung anh em nha. Còn Echo hôm nay có 4 cây luôn. Echo 3203 này, Echo 3CS 3411 này. Đó, Echo Kyurit 2700 này. Echo Kyurit 3300 này. Đấy, và dòng Singu thì hôm nay là có một con Singu tay dài anh em nha. Và có một con tay cụt là dòng Komatsu. Đấy, thương hiệu Komatsu thì cực kỳ nổi tiếng cho anh em rồi. Và trong video ngày hôm nay thì hàng đánh dấu ký tự là lô chữ O. Đó, O1 anh em nha. O1 cho tới O9. Đấy. Sách con đầu tiên ra để cho anh em review cho anh em nghe này. Rồi, con đầu tiên là con O1 anh em nhá. Đấy, anh em mà tại sao mà em đánh dấu cái mã là mã chữ O này, tại O1, O2, O3, O4 đấy ạ. Thì để cho anh em đặt hàng cho nó dễ dàng. Đấy, để nhiều khi nhá, anh em mà ví dụ là anh em không biết tên con này là loại máy gì thì nói cả chúng em thì rất là không thể hiểu được anh em muốn đặt con gì. Thì anh em chỉ cần thông báo cho em là anh muốn chốt con O1 chẳng hạn này, hoặc là con O2 chẳng hạn, con O3 chẳng hạn, thì em sẽ biết và đóng hàng gửi đi cho anh em. Và kèm theo đó là đây là giá của cây máy nhá, giá thành của cây máy 1.850.000 này. Đấy, và đây tất cả con máy thì em đã đều kê khai giá công khai cho anh em rồi anh em nhá. Đó, nên là anh em tham khảo giá thoải mái luôn. Đấy, không nhiều như cửa hàng khác này nói giá lên ập ừng và vờ người chờ anh em gọi thì mới báo giá, thì cửa hàng chúng em thì công khai giá cho anh em luôn. Anh em ưng thì anh em đặt. Đấy. Và giá này á thì đã bao gồm cho anh em là hoàn toàn phí vận chuyển rồi. Bao gồm phí vận chuyển rồi nhá, và tặng kèm đầy đủ phụ đồ nghề cho anh em. Cửa hàng chúng em miễn phí ship cho anh em. Đấy, công khai giá là giá thành của cây máy. Giá này thì bao ship cho anh em và tặng kèm cho anh em là một típ mở buji này, một chiếc rũa và mô tô vít chỉnh. Đấy, ba phụ tùng kèm theo anh em nha. Đó. Và tất cả máy này thì đều bảo hành cho anh em lên đến 6 tháng. Bảo hành cho anh em lên đến 6 tháng anh em sử dụng. Rồi, đầu tiên là một con máy Komatsu Zenowatt G310. Thương hiệu Komatsu Zenowatt thì nó thiên về bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu anh em nha. Dòng này thì các bác rất là ưa chuộng cái dòng này rồi. Đấy, thương hiệu có lẽ là các bác nào mà am hiểu về dòng Nhật bãi có lẽ không còn xa lạ gì thương hiệu này nữa rồi anh em nhá. Cực kỳ nổi tiếng tại Nhật Bản luôn. Có núm mâm xăng phụ đầy đủ này. Lam của nó là 35 cm, phần mặt cắt còn lại là 30 cm. Xích là sử dụng xích mini, xích ngày nguyên zin của nó luôn. Lam vẫn còn đẹp nguyên, lam là chưa hề có biểu hiện tòe đầu hay là bóp méo gì cả. Đấy, xích này thì nó tình trạng khoảng tầm 70-80% đấy anh em. Xích thì còn nguyên zin của nó ấy, anh em nhá. Về anh em sử dụng còn ngon lành nguyên. Hàng máy móc cam kết nguyên zin nguyên bản lành mặt, không có tình trạng vỏ áo, không có tình trạng bể vỡ nứt nát gì cả. Đấy, làm phần mặt cắt còn lại là 30 cm. Con này thì nó thiên về hàng nhỏ nhẹ để cho anh em về sử dụng cắt cành tỉa nhánh đồ linh tinh, hoặc là anh em nào cần một chiếc máy cưa xích nhỏ gọn để anh em về phục vụ sử dụng gia đình. Máy cưa xích nhẹ nhàng đấy ạ, cân nặng khoảng dưới 4 kg anh em nhá. Con này thì con này chưa đến 4 kg đâu, tầm khoảng 3 kg mấy thôi anh em. Đó. Vòng tua lẹ chạy nổ ngon lành. Đó, con này thì giật cực kỳ nhạy nổ luôn anh em. Gãy nhẹ cái nổ thôi này. Thấy không? Đó. Và vòng tua của con này thì nó là vòng tua rất là lẹ máy nhá. Nó giúp cho anh em là không có tình trạng bị ì máy hay là cảm giác nổ nó bị khó chịu. Dòng này vòng tua của nó rất là khỏe luôn. Bóp ga là nhạy ngay. Rồi qua con O2. Cụn O2 nếu mà anh em nào mà chuyên về để sử dụng dưới đất là nhiều, không hay leo trèo trên cao, thì anh em lấy con lưỡi của mấy con tay dài như thế này thì nó dễ thuận tiện cho anh em cầm nắm hơn.
Đấy, con này thì nó là dòng Shingu 301. Dòng này nó là dòng cùng một dòng với dòng Hitachi nhá. Đấy, Shingu với Hitachi thì nó máy móc thì nó hoàn toàn giống nhau. Nó chỉ là khác hai nhà phân phối khác nhau thôi. Vâng, giá con này 1.900.000. Công suất con này là 30cc và đường kính cho bê tông là 38mm. Vòng này thì nó rất là khỏe tua luôn anh em. Tua của nó là vòng tua mở nên là nổ con máy này ấy, công suất thì 30cc nhưng vòng tua của nó rất là khỏe luôn anh em nhá. Cho anh em nổ con này thì nó cực kỳ đã tai luôn. Anh em về cắt củi đồ linh tinh ấy, hoặc là cắt những gỗ mà để anh em nấu rượu, hoặc là anh em về đốt bếp đấy ạ. Anh em nào về sử dụng cắt tỉa nhà chơi chơi anh em nhá, thì anh em lấy những con tay dài như thế này thì nó phù hợp cho anh em về sử dụng gia đình, nhỏ nhẹ cho anh em. Lam của nó là 40cm, phần mặt cắt còn lại là 35cm. Xích thì nó sử dụng xích mini, bán trên thị trường thì cực kỳ nhiều, có bán mới rất là nhiều anh em nhá, không phải lo về sợi xích. 1.900.000 con này thì hai ốc chân lam luôn nha, hai ốc chân lam vẫn trực tiếp bằng khóa 10 này, máy móc liền mạch không có bể vỡ gì cả. Đấy, cho anh em tham khảo qua. Rồi, ra test nổ con này cho anh em nghe nhé. Về cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25cm đổ lại. Mà anh em đặt hàng của cửa hàng chúng em ấy mà chưa biết cách sử dụng ấy, thì khi anh em nhận hàng nhá, thì anh em vui lòng kết nối Zalo cho cửa hàng chúng em. Hoặc là anh em nếu mà không có sử dụng Zalo ấy, thì nhờ cái người giao hàng ấy là vui lòng kết nối video ở trên Zalo. Đấy, để gọi video trực tiếp ở trên Zalo ấy, thì em sẽ hướng dẫn cụ thể cho anh em cách giật nổ cũng như là cách sử dụng cây máy mà anh em đặt. Đấy, để cho anh em có thể đảm bảo anh em an toàn nhất khi anh em sử dụng, độ bền của nó được cao nhất anh em nha. Đấy, anh em không phải lo, nếu mà anh em mà không chưa biết cách sử dụng ấy, thì em sẽ hướng dẫn hàng tới, em sẽ hướng dẫn cho anh em cách sử dụng cây máy. Rồi, qua con O3 là một con máy cưa Echo Curit. Dòng này thì nó là dòng quốc dân rồi anh em. Hàng này thì thương hiệu này thì rất là nhiều các bác ưa chuộng luôn. Và cái dòng này thì nó cực kỳ nổi tiếng tại Nhật Bản anh em nhá. Đấy, mẫu mã của nó thì rất là nhiều, nhưng mà cái dòng ưa chuộng nhất là mấy cái dòng mà cửa hàng chúng em đang phân phối và bán. Tại vì cửa hàng chúng em là chuyên bán những cái dòng mà không phải là dòng cổ quá anh em nhá. Đấy, nên là đến nó phụ tùng sửa chữa cũng rất là dễ dàng. Rồi, con này là con 3300. Công suất của con này lên đến 33cc, 33 phẩy mấy cc đấy ạ, 33.4cc nhắm, gần là 34cc rồi. Giá 2.100.000. Con này thì đặc biệt này, lên cho anh em luôn, đã thay cho anh em vào một cây lam Latin xịn rồi anh em nha, lam thép luôn này. Đấy, lam thép đầu Latin xịn nha. Còn xích là xích đang nguyên zin của nó, xích là xích mini, xích này bán trên thị trường thì cực kỳ nhiều, không phải lo. Còn lam thì em đã thay thế lam mới cho anh em rồi. Một cây lam này nhá, cây lam này nó trị giá lên đến 500.000 một cây đấy ạ. Và con này là lam 40cm, phần mặt cắt còn lại là 35cm. Đấy, có đúng không, sang phụ đầy đủ này, máy móc đây, con này tình trạng cũng quá là ok luôn. Đó, con này là hai ốc chân lam nha, hai ốc chân lam bằng trực tiếp bằng khóa 10 này, thấy không? Echo Curit 3300. Đó, đây. À, công suất của nó, à, anh em không biết, khó nhìn quá nhỉ. Rồi, 33.4cc và cân nặng là 3.4kg anh em nhé. Rồi, sạc tiết nổ con này cho anh em nghe qua. Đó, nổ bang 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 luôn. Sang lên. Ồ, nhìn thấy còn hết xăng thì sao anh nhỉ? Ồ, hết sạch xăng rồi anh em ơi. Không có một tí xăng nào. Đây, hết sạch xăng luôn này. Còn được có mấy giọt xăng à? Vâng, con này thì nói chung là em đã test đổ ngon lành hết cho anh em rồi. Đây, không còn một tí xăng rồi anh em nhé. Lên sóng mà bị quên mất không đủ xăng vào. Nói chung con này thì vừa nay em đã nổ test qua để giật là nó đang nổ rồi anh em nhá. Nó chỉ hết xăng rồi không nổ được đâu. Anh em mà có nhu cầu mà muốn nghe test nổ lại
tiếng máy của con này thì kết nối Zalo thì em sẽ gửi video test nổ lại riêng, còn máy thì cam kết tới tay anh em là đang nổ ngon lành đó. Rồi qua con O4, qua con O4 anh em là một con máy cưa xích Echo Kyorit đấy. Con này thì nó thiên về nhẹ nhàng cho anh em luôn, cực kỳ nhẹ luôn anh em nhá. Đấy, và con này nó thiết kế rất là nhỏ gọn luôn. Đây cho anh em xem phần này. Đây, cân nặng này. Cân nặng á, thông số kỹ thuật ở đây. Cân nặng 3 kg này anh em. Đấy anh em thấy không? 3 kg anh em nha. Đó. Và con này thì cái CC thì em cũng không rành nó là bao nhiêu CC, nhưng mà công suất của nòng của con này nó là 37 mm anh em nha. Giá 2.300.000. Các bác anh thợ hay nói cái con này là dòng Kyorit con chuồn chuồn đấy ạ. Đấy, tại vì nó thiết kế rất là nhỏ gọn và trông giống con chuồn chuồn đó, nên là nhiều cửa hàng hay nói đây là dòng Echo Kyorit con chuồn chuồn, hoặc là anh em có thể nói là Kyorit 2700. Đó, giá 2.300.000 anh em nha. Cân nặng cực kỳ nhẹ luôn anh em thấy không? Có 3 kg mà, có 3 kg mà anh em. Đấy, còn cái chụp giật trợ lực này, con này tích hợp cho anh em là chụp giật trợ lực đầy đủ nhá, núm mâm xăng phụ đầy đủ này. Và lam của con này làm 35 cm, phần mặt cắt là còn 30 cm. Đấy, xích là sử dụng xích mini, xích bán trên thị trường thì cực kỳ nhiều anh em không phải lo về lăn tăn. Phần nắp cam này đổ sang pha nhớt này, và nắp dưới là để nhớt để bôi trơn lam xích. Rồi, giật kết nổ con này cho anh em nghe qua. Con này nổ thì cực kỳ sướng luôn. Đấy không? Nổ con vòng cua nó rất là khỏe nhá. Xem phần bên trên của nó này. Đấy, bộ lọc gió trước này. Còn nguyên zin nguyên bản hết anh em nhá. Chế đây, chế nguyên zin luôn nha. Đó. Cái phần lưới này là chưa hề có biểu hiện rách rưới gì cả. Còn đang xỉn ngon lành, tình trạng con máy này quá đẹp luôn. Tình trạng con này thì cực kỳ đẹp luôn anh em nhá. Nhìn này. Anh em nhìn lam thì hầu như là còn chữ nguyên, nó chỉ bong chóc vào một tí thôi. Còn chữ nguyên này anh em, còn phần máy này. Anh em nhìn con máy này thì tình trạng khoảng 80-90% đấy anh em ạ. Quá đẹp luôn nhá, và cân nặng cực kỳ nhẹ luôn, 3 kg. Có VIP đúng không anh em, và công suất thì nó cũng thuộc dạng là công suất nhỏ đâu ạ, công suất cũng to to đấy, để cho anh em về cắt những khúc gỗ đường kính khoảng tầm 20 cm đổ lại. Rồi, và nếu mà đây là những sản phẩm xài cao cấp chuyên nghiệp này, từ con O5 cho tới con O9 anh em nhá. O5 tới con tới O9. Rồi, đầu tiên là con máy Kyorit CS3411. Dòng này đấy ạ, máy móc tình trạng này đẹp 99% cho anh em luôn. Lam này còn chữ nguyên này, hầu như là chưa bong chóc anh em nhá. Xích là xích mini, xích này bán trên thị trường thì cực kỳ nhiều, và xích còn cực kỳ dày dặn và to bản. Đấy, 2.800.000 cho con này. Có tích hợp chụp giật trợ lực lò xo, thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ cho anh em này. Đấy, đúng không, xăng phụ có nhá, đầy đủ nhá. Con này hao chân lam và trực tiếp bằng khóa 13 này. Đấy, lam của nó là phần mặt cắt là 40 cm luôn nhá, và tổng thể độ dài cây lam là 45 cm, phần mặt cắt còn lại là 40 cm. Máy móc tình trạng đẹp 99% anh em nha, 99%. Đó, anh em nhìn thấy không, úi số, nhìn con này thì quá VIP luôn rồi anh em ơi. 2.800.000 cho con này. Con này thì công suất của nó là 34 cc và nòng của nó là 38 mm. Con này cho anh em cắt những khúc gỗ đường kính khoảng tầm 30 cm đổ lại. Anh em nhìn cái xìn thì cái phần sợi dây giật này, anh em nhìn phần sợi dây giật không? Đó, dây giật còn trắng phao nguyên anh em nhá. Đấy, dòng này tích hợp chụp giật trợ lực nên là anh em giật kéo nó cũng nhẹ nhàng và dễ nổ lắm. 2.800.000 cho con này. Máy móc tình trạng đẹp 99% anh em nha. Và dòng này thì nó cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu luôn anh em. Và tích hợp là đèn hệ thống nhún treo là nhún treo lò xo anh em nhá. Cái nhún treo lò xo này nó cực kỳ bền cho anh em luôn. Anh em sử dụng đôi khi là hỏng cây máy, nhưng cái bộ nhún này của nó chưa chắc đã hỏng được đâu ạ. Đấy, và cái dòng này nó nhún treo lò xo ấy thì nó có tác dụng là giúp cho anh em cầm nắm phần hai phần tay cầm, tức là ở đây nó được êm ái tay hơn. Đấy, nó giúp cho anh em đỡ bị nhức tay nhá, cắt nhiều.
Rồi, và một con máy cưa Echo Curis đẹp xuất sắc nữa đây anh em. Đấy, dòng này thì nó là dòng Curis 3203. Đó, tích hợp chủ giật trợ lực luôn anh em nha. Máy móc tình trạng này đổ au cho anh em luôn, 2.900.000. Con này thì vòng đây cũng là lam Curis. Con này thì lam của nó là 40 cm, phần mặt cắt còn lại là 40 cm. Xích là sử dụng xích mini. Anh em nhìn phần sợi xích này rất đặc biệt đúng không anh em? Xích nguyên zin của nó này. Đấy. Anh em nhìn không? Xích còn có ốc kỳ nhá, dòng cái xích này nó thiết kế mắt cái phần mặt cắt của nó này. Đấy, nó rất là nhiều mát anh em nhá. Nó không thưa như những cái con dòng này. Đấy, và cái này xích này thì bán trên thị trường thì cực kỳ nhiều, anh em không phải lo. Đến nó hỏng thì có thể thay mới lại được anh em nha. Đấy, và cái xích này thì nó giúp cho anh em này là tình trạng này là để cho anh em mà đỡ bị làm kẹt lam đấy ạ. Nó không bao giờ bị tình trạng hóc lam, kẹt lam anh em nhá. Đấy. Máy móc này siêu cấp VIP Pro luôn. Anh em nhìn không? Úi xồi, con này núm sang phụ có đầy đủ nha. Đây, tem còn nguyên này. Hai ốc chân lam vẫn trực tiếp bằng khóa 10. Anh em nhìn thấy không? Rồi, con này thì cho anh em về sử dụng gia đình chuyên nghiệp. Đó, thắng xích khóa xích có đầy đủ chức năng nha. Lam còn chữ nguyên và tích hợp chụp giật trợ lực cho anh em. Công suất của con này là 34cc và đường kính chai bít tông của nó ấy là 38mm. Đấy, làm gì đâu. Ồ, mặt tiền của nó đây, phần bô này hầu như chưa hết vết hàn gì luôn nha. Đấy, quá đẹp. Con này thì lam là 40cm, phần mặt cắt còn lại là 35cm. Cho anh em về cắt những khúc gỗ đường kính khoảng tầm 25-30cm đổ lại. Rồi, để test nổ con này cho anh em nghe qua. Chụp giật trợ lực nên là anh em kéo giật nó rất là dễ dàng. Oh, qua con O7 anh em nha. O7 là một con máy cưa Shindewa 381. Cái dòng này thì nó là nồi đồng cuối đá rồi anh em. Nồi đồng cuối đá anh em nhé. Anh em vừa xài vừa phá luôn. Anh em cứ vừa xài vừa phá cho cả chúng em. Không bao giờ có tình trạng dễ bị hỏng hóc luôn. Đấy, thương hiệu Shindewa này có lẽ là dính ở miền Tây sông nước thì các bác là không ở xa lạ vì thương hiệu này rồi. Cái dòng này thì để phù hợp cho anh em này về khai thác leo trèo trên khai thác tầm trung anh em nhé. Đó, hoặc là anh em về khai thác keo, khai thác chàm đấy nha. Công suất của này là cực kỳ khỏe, to nhất trong lô máy ngày hôm nay luôn. 38cc và đường kính chai bít tông là 40mm. Đấy, về cho anh em cắt những khung gỗ đường kính khoảng tầm 35-40cm đủ lại. Đó, có hai ốc chân lam nha. Hai ốc chân lam và trực tiếp bằng khóa 13, siêu chắc chắn, siêu chất lượng. 3.100.000 cho con này. Con này thì nó thiên về cho anh em nào mà về sử dụng chuyên nghiệp nhé. Một ngày làm 8 tiếng. Lam của nó là 45cm, phần mặt cắt là còn 40cm. Đấy, còn lốc là lốc hợp kim nhôm luôn nha. Lốc hợp kim nhôm và mặt lốc vẫn còn dày dặn này. Đấy, mặt lốc là không có tình trạng mà bị tróc sơn hay là chảy sơn gì cả. Hầu như là còn đẹp nguyên, lốc hợp kim nhôm luôn nha chứ không phải lốc nhựa anh em nhé. Anh em nào mà về thiên về khai thác hoặc là anh em là khai thác tầm trung, khai thác keo, khai thác tràm hoặc là về sử dụng gia đình chuyên nghiệp một ngày làm 8 tiếng thì nên lựa chọn mấy con như thế này. Em cam đoan cho anh em luôn, anh em vừa xài vừa phá cho cả chúng em. Không bao giờ có tình trạng mà dễ hỏng hóc đâu. Dòng này nó nuôi đồng cối đá cực kỳ bền luôn. Giới thiệu cho anh em hai con máy Estin. Đầu tiên là một con máy Estin MS170C. Đây, anh em nhìn không? Con này thì đẹp xuất sắc luôn anh em nhá. Nhìn này, phần này dàn nhựa của nó trắng phau nguyên anh em nhá. Dòng này thì nó thiên về cho anh em mà về sử dụng gia đình chuyên nghiệp. 3.300.000, thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ này. Dòng này thì nó là dòng nhỏ nhẹ thôi. Xích là sử dụng xích chung 91 nhá. Xích này thì nó dùng chung với sản phẩm của máy cưa điện và xích này còn cực kỳ đẹp luôn. Xích như mới luôn anh em nhá. Xích này có xích mới luôn anh em ạ. Xích mới luôn, chưa hề có vết cắt luôn anh em nhá. Đấy. Đây phần bô của nó này. Nhìn phần bô, bô còn trắng phau nguyên anh em này, tem mác còn đầy đủ cho anh em luôn. Con này thì đặc biệt tích hợp chụp giật trợ lực đầy đủ anh em. Đấy.
ốp lam và ốp lam hai ốc lam. Đó. Lam này còn chữ nguyên anh em nhá. Chữ Etin này còn nguyên luôn anh em này. Đấy, tình trạng con này quá là ok luôn, quá VIP luôn anh em nhá. Hai ốc trên lam bật trực tiếp vào khoảng 19, giá 3.300.000 cho anh nhá. Con này thì về cho anh em sử dụng thì quá là ok, tình trạng đẹp, máy thì đẹp 80-90% nữa. Đây là đây. Đây là đây. Đó, máy móc đang đổ ngon lành. Đây, cho anh em nhìn phần bên trong của nó đây. Đó, điện zin này, nòng zin này, bình xăng con nguyên zin hết này. Đấy, anh em nhìn không? Bình xăng con của nó đây, đang nguyên zin nguyên bản nha. Đó, và lam của nó là 40cm, phần mặt cắt còn lại là 35cm. Máy móc cam kết nguyên zin nguyên bản 100% cho anh em luôn. Anh em không cần phải lo anh em nha, máy chưa hề bung chạm máy móc luôn. Anh em thoải mái anh em về kiểm tra hàng luôn. Đó. Đây, chế nguyên zin của nó hết nha anh em nha. Em nhìn thấy không? Đó, con này thì cam kết chuẩn zin đét đẹp cho anh em, anh em không cần phải lan tan. Máy móc tình trạng quá đẹp. Con này thì tình trạng đẹp tầm khoảng 80-90% nữa anh em ạ. Những cái dòng này ở cửa hàng khác ấy, thì người ta bỏ ra người ta bán đấu giá ngay. Nhưng mà cả chúng em thì lên sóng cho anh em nào có nhu cầu thì có thể liên hệ. Đó, anh em nào cảm thấy mà có ưng được con này thì có thể liên hệ cho cả chúng em. Rồi, cuối cùng là một con máy cưa xếch cũng là dòng Etin. Dòng này thì nó là dòng công suất Etin 020 anh em nhá. Con này thì nòng của nó là 40mm, công suất của con này là 36cc. Và con này đấy là dòng nòng 37mm và công suất của con này là có 32cc thôi. Chênh nhau là khoảng 4cc anh em nha. Một con 32cc là một con là 36cc. Con này thì công suất lớn hơn cái con O8. Mà giá chênh nhau chỉ 100.000 thôi. Lam thì cũng có phần dài hơn. Lam của nó này, con này lam là 45cm, phần mặt cắt là còn 40cm. Lốc là lốc hợp kim nhôm. Đây, phần lốc là lốc hợp kim nhôm anh em nha. Em thấy không? Đó. À, xích là sử dụng xích chung 91, xích chung chung với sản phẩm của cơ điện. Đấy, và sợi xích còn cực kỳ dày dặn và to bản. Cái này lam thì hầu như là còn chữ nó chỉ bị chóc sơn một tí thôi anh em nhỉ. Nó bị chóc sơn thôi, còn tình trạng lam thì còn đẹp nguyên cho anh em về sử dụng. 3.400.000 cho con này. Thắng xích, khóa xích sử dụng đầy đủ cho anh em. Đó, anh em nhìn không? À, quay tổng thể cho anh em xem qua. Đó, nếu mà anh em nào mà thích một chiếc máy cưa xích công suất lớn hơn cái con 170 thì có thể liên hệ để đặt con này cũng được. Chênh nhau thì chỉ có 100.000 thôi, lại bao ship cho anh em nữa. Rồi, đóng le lại, giật cho em tổng khoảng mấy cái cho nó nổ cái e phát như thế là được. Đẩy le lên. Đang nổ cực kỳ ngon nhá, vòng tua thì cực kỳ khỏe, nòng lớn. Vâng, và anh em nào có nhu cầu liên hệ ưng con nào thì có thể liên hệ cho cả chúng em để đặt hàng. Xin chào toàn thể anh em, hẹn anh em những video tiếp theo.